Tập 26. Vậy thôi. Vậy thôi, vậy thôi. Chuyện của nhà họ Điền là chuyện riêng của tôi. Nhưng sống chết của Dương Gia Long liên quan đến tồn vong của quan võ hội. Bao nhiêu năm nay mọi người cùng tôi trải qua nhiều nguy hiểm như vậy, chúng ta có từng sợ bao giờ đâu? Cũng có từng thua chưa? Mọi người phải nhớ kỹ, cả võ nghĩa chỉ có một Dương Gia Long thôi, cả Giang Nam cũng chỉ có một thương hiệu đồ ăn nhà họ Dương. Mọi người có tin Dương Hữu Tín tôi không? Tin. Được, tranh thủ thời gian làm việc thôi. Đi thôi. Các anh em nhớ dọn dẹp sạch sẽ từng phòng đơn một cho tôi. Ngoài ra đem hết số bát đũa chuyên dùng của Dương Gia Long lau sạch hết đi. Mỗi bàn bày lên một bộ cho tôi. Trà nhớ là phải pha loại Bích Loa Xuân thượng hạng đấy. Qua bên trong cũng bày ra đây vài chậu. La Thành, mau đi pha nước đi. Được. Mọi người tới đây xem đi. Điền Gia Long chúng tôi mới tung ra hai món ăn mới, hôm nay có thể miễn phí ăn thử. Mời vào trong nếm thử. Chúng tôi mới tung ra hai món mới, có thể ăn thử miễn phí. Điền Gia Long chúng tôi mới tung ra hai món ăn mới, có thể ăn thử miễn phí. Xin mời, xin mời, có thể ăn thử miễn phí đó. Ông chủ à, là xảy ra chuyện gì nữa rồi? Điền Lệ qua đó quả là lắm trò. Cô ta tìm một đám phụ nữ tới kéo khách thì thôi đi, còn vẽ một cái biển trước cửa, sắc hương vị đầy đủ, tôi nhìn thôi cũng chảy nước miếng. Khách hàng khác không vào ăn mới lạ đó. Phải làm sao đây? Nữ tử quân đã là truyền thống của Điền Gia lâu rồi, nhưng mà vụ biển thực đơn như thế này quả thực rất có tính sát thương. Chúng ta phải mau nghĩ cách đi, nếu không sau cùng đến sức đánh trả cũng không có nữa. Phải đấy, phải làm sao đây? Chuyện biển thực đơn không có vấn đề gì hết. Lục Tử à, được, tôi sẽ đi làm ngay. Cái này đối chiếu bị lệch đúng không? Mau qua đây xem đi, những món đối diện có chúng tôi đều có cả, hơn nữa đều giảm nửa giá. Quý bà con mau tới thử đi, mau tới đây xem đi. Mời vào, mời vào. Xin mời, xin mời. Mời vào, mời vào. Đi thôi. Thế nào, đồ ăn hôm nay có ngon không? Ngon lắm. Cũng khá đúng không? Vậy thì anh phải nhớ ghé thường xuyên. Bà chủ, Dư Gia Lâu treo biển giảm nửa giá. Dư Gia Lâu này đang định công khai đối đầu với chúng ta hay sao? Tôi chỉ sợ Dương Hữu Tín này sẽ nhận thua thôi. Hai bên đánh nhau, nếu chỉ có phía chúng ta dùng sức xông lên, đối phương lại chẳng có phản ứng gì cả, thì có gì vui? Cái tôi cần chính là họ phải ra ứng chiến. Bên này giảm nửa giá, còn bên này thì miễn phí ăn thử. Dương Hữu Tín, Dương Hữu Tín, anh ra đây cho tôi. Ông chủ Dương, lâu nay tôi nghe nói Dương Gia Lâu các anh rất xem trọng danh dự, tại sao bây giờ lại bắt đầu làm trộm rồi? Bà chủ Điền, tại sao cô lại nói như vậy? Tại sao ư? Cái này không gọi là trộm, mà là cướp hiên ngang. Đồ ăn của Điền Gia Lâu chúng tôi, anh không nói không rằng tiếng nào, đã công khai sao chép. Không những như vậy mà còn vô liêm sỉ, nói làm là làm. Thế này không phải là cướp thì là gì? Tôi muốn hỏi anh, đây là quy tắc ở đâu vậy? Lạ thật đấy. Bà chủ Điền xưa nay tỏ ra vô cùng rộng lượng,
Cách đây không lâu tới bếp của Dương gia lâu chúng tôi tham quan, còn nói vào là vào, cũng không bằng quy tắc ngành nghề gì hết. Tại sao hôm nay ở Điền gia lâu lại nhắc tới quy tắc với chúng tôi? Mà hơn nữa, đồ ăn của nhà họ Dương và nhà họ Điền đều là đồ ăn chiết giang. Đồ ăn chiết giang từ kiểu dáng đến chất lượng đều là do tổ tông bao nhiêu năm nay khổ sở vất vả nghiên cứu mà ra. Nói tới phong cách độc quyền, cả hai nhà chúng ta đều không có tư cách đó. Tại đây tôi cũng rất muốn thỉnh giáo bà chủ Điền đây một chuyện đấy. Bên trên biển thực đơn được treo trước cửa tiệm của cô, có món ăn nào là do bà chủ Điền đây tự mình sáng tạo ra hay không? Phải đấy bà chủ Điền, cô thường hay tuyên truyền là sáng tạo đúng hay không? Vậy thì chứng tỏ đồ ăn Điền gia nhà các cô đã không còn liên quan gì đến tổ tiên nữa rồi. Bỏ cũ lập mới chúng là để cho người khác bái phục. Hữu tín nhà chúng tôi còn ở đây vẫy cờ lớn tiếng cổ vũ cô nữa kìa. Cô phải cảm ơn bọn tôi mới phải, sao còn làm khó chúng tôi nữa? Mọi người nói xem có phải không? Được lắm, Dương Hữu Tín, anh lùi bước để đánh trả tôi. Được, chúng ta cứ chờ mà xem. Mọi người giải tán cả đi. Ông bà chủ hai nhà nói chuyện chút thôi mà, không có gì đâu, giải tán hết đi. Giải tán, giải tán. Dương Hữu Tín, bà chủ à, chúng ta tiếp tục treo cái biển này ở bên ngoài hay là cất vào đây? Dương Hữu Tín, tôi không tin, tôi không làm được gì anh. Các anh em, sáng ngày mai chúng ta sẽ mở cửa sớm hơn nửa canh giờ, vậy nên các cậu mau đổ hết thức ăn thừa đi. Còn nữa, trước khi đi nghỉ nhớ kiểm tra kỹ từng phòng đơn một, có nghe rõ chưa? Được. Yến Tử cô nương, dáng vẻ khi làm việc của em có phải coi mình là bà chủ thật luôn được không? Chuyện đó thì em làm mấy chuyện này không phải chỉ là để cho người khác thấy thôi sao? Đối với bên ngoài em là vợ của Hữu Tín, nếu như diễn vai bà chủ mà còn diễn không xong, người ngoài sẽ chê cười mất. Cũng có lý, nhưng mà làm chủ không phải ai muốn làm là làm được đâu. Em biết mà, chuyện đó em sẽ cố gắng mà chị Bạch Lộ. Nếu như có chỗ nào em làm chưa được tốt, nhưng mà chị lúc đó không phải cũng vừa học vừa làm đó sao? Đúng vậy, thôi làm việc đi. Điện hạ, ngài thiên vị quá đó, lúc nào cũng đứng về phía Dương Hữu Tín, chẳng làm chủ cho em chuyện gì hết. Tôi nào thiên vị gì đâu chứ. Người nhà họ Dương nói đúng, đồ ăn chiết giang đã có từ lâu đời, có nhà nào là sáng tạo độc quyền đâu. Hơn nữa, em mở nhà hàng đối diện Dương gia lâu, còn dùng đủ mọi cách để kéo khách. Dương Hữu Tín, nếu cậu không đánh trả thì Dương gia lâu sẽ phá sản thật mất. Vậy là ý của Điện hạ không thể làm Dương gia lâu phá sản được hay sao? Tôi nói rồi, đây là chuyện trong ngành của em, không phải phạm vi quản lý của tôi. Hơn nữa, tôi không quan tâm thắng thua, cái tôi quan tâm chỉ có dạ dày của mình thôi. Vậy ý của Điện hạ chính là chỉ cần em có thể vượt qua Dương Hữu Tín, Dương gia lâu cũng không cần tồn tại nữa rồi. Tôi chưa từng nói võ nghĩa nhất định phải có Dương gia lâu. Tôi chỉ hiếu kỳ, một cô gái nhỏ như em còn có thủ đoạn gì nữa đây?
Xem như tôi đã hiểu ra rồi. Bà chủ, bà hiểu điều gì chứ? Muốn lật đổ Dương Gia Lâu và Dương Hữu Tín không đơn giản như vậy đâu. Anh ta lăn lộn với võ nghĩa này nhiều năm như vậy cũng xem như là cắm rễ sâu ở đây. Trong lòng thế tử cô Bá Su cũng xem như là dân lành điển hình. Không nói thiếu anh ta thì không được, nhưng mà cũng không dễ dàng đụng vào anh ta. Lùi một bước mà nói thì về mặt nấu ăn này tôi không hề nắm phần chắc. Vậy thì bây giờ chúng ta làm sao? Nếu về mặt nấu ăn tôi đã không làm được gì anh ta, nhưng mà chỉ cần chúng ta cứ tung chuyện ra đó, anh ta chưa chắc đã đỡ nổi đòn của tôi. Nếu như thái tử của Bá Sô đã nói như vậy rồi, tự do cạnh tranh, vậy thì đừng trách tôi ra tay độc ác. Tại sao anh lại đụng người thế? Xin lỗi, xin lỗi. Khu săn bắn bên ngoài Võ Nghĩa, còn cả phía cảng cá nữa, đều không mua bán với chúng ta nữa. Cứ bình tĩnh, từ từ nói. Bọn họ vừa nhìn thấy người của chúng ta đi qua thì liền dọn hết thịt rừng với tôm cá đi. Tôi tới nói rách cả miệng mà họ cũng không chịu bán cho tôi. Không thể nào, em trả tiền cho hai bên đầy đủ đúng hạn mà, chưa từng thiếu bao giờ. Bình thường cũng rất giúp đỡ việc làm ăn của họ nữa. Trong chuyện này chắc là có hiểu lầm gì đó rồi. Thôi mau nghĩ cách đi, chúng ta không còn nhiều hàng đâu, nhiều nhất chỉ trụ được thêm một hai ngày nữa. Không phải chứ, không phải hai ngày trước vẫn bình thường hay sao? Sao lại nói trở mặt là trở mặt? Cậu đi làm việc đi. Quả nhiên là bọn họ giở trò. Chính là bọn họ. Đừng khuân nữa, gọi bà chủ các cô ra đây. Đi vắng rồi, Điền Gia Lâu các người có biết xấu hổ hay không vậy? Cạnh tranh không bằng không lại nên lén giở trò phía sau à? Gọi bà chủ của các người ra đây cho tôi. Có biết xấu hổ không vậy? Xuống đây cho tôi. Có biết xấu hổ không? Biết xấu hổ hay không? Có biết xấu hổ không vậy? Đập bảng hiệu của họ đi. Ra đây. Ra đây. Dừng tay. Tôi thật sự không hiểu mọi người có gì để mà phản đối. Trước đây Dương Gia Lâu là mối bán hàng lớn nhất của mọi người ở Võ Nghĩa này. Bây giờ chẳng qua chỉ là bảo mọi người đổi chủ thôi, bán thịt rừng tôm cá của mọi người cho Dương Gia Lâu chúng tôi, vẫn không thiếu một xu nào hết, cũng không ảnh hưởng kinh tế của mọi người mà. Không phải hay sao? Bán hàng cho Điền Gia Lâu các cô thì không thành vấn đề, nhưng mà các cô cũng không thể cấm chúng tôi làm ăn với Dương Gia Lâu. Làm như vậy chúng tôi còn không phải trở thành người hầu của Điền Gia Lâu nữa hay sao? Phải đấy. Phải, tôi đánh cá đã nhiều năm như vậy rồi, chưa từng có cái lý cúi đầu trước ai bao giờ. Chứ nói đến bình thường ông chủ Dương giúp đỡ chúng ta bao nhiêu, trong ngành chúng ta cũng đâu có quy tắc này chứ. Phải đấy. Các anh nhìn ra ngoài mà xem, là xe của người Nhật. Không biết tôi ngồi xe gì tới đây hay sao? Sao lại không có động tĩnh gì hết? Không ồn ào nữa hay sao? Sợ mất đầu rồi à? Cũng là chuyện bình thường thôi. Nếu như mọi người đã biết tôi có lai lịch như thế nào rồi, vậy thì tôi cũng không nhiều lời với mọi người. Những chuyện mọi người nhắc tới tôi cũng đã cân nhắc. Con người của tôi làm việc trước giờ không thích tuyệt tình quá, cũng không thích phá hoại quy tắc. Vậy thì thôi thế này đi, mỗi người lùi một bước. Từ bây giờ trở đi, số thịt rừng tôm cá của mọi người sẽ do Điền Gia Lâu chúng tôi chọn trước, rồi mới đưa tới Dương Gia Lâu. Thế nào? Tốt lắm. Nếu như mọi người đều không có ý kiến gì hết, vậy thì cứ như vậy đi. Chuyện tôi bảo cô làm đến đâu rồi? Đã tìm được người chưa? Đã dặn dò thuộc hạ rồi, bà chủ yên tâm đi.
La Thành, tính tình của cậu tới khi nào mới có thể bớt bớt đi được đi? Phải rồi, đúng là tôi hơi lỗ mãng, nhưng mà bọn họ cắt đứt nguồn nhập thực phẩm của chúng ta, cũng phải tính sổ đi chứ. Cho dù có là như vậy thì cậu cũng phải nhớ, ở Dương gia lâu này xảy ra án mạng rồi. Người đâu ông chủ? Ông chủ đâu? Ông chủ đâu? Để tôi xem nào. Để tôi xem. Cậu ta ăn đồ của nhà anh mà bây giờ thế này này. Ngộ độc thực phẩm rồi. Quán ăn các người làm gì kiểu gì vậy? Anh ta trúng độc rồi, mau tìm đại phu đi. Cửa tiệm kiểu gì thế này chứ? Cô phải chịu trách nhiệm đi. Ăn bữa cơm thôi đã thành ra thế này. Mấy anh em này, các cậu đừng nóng. Chúng ta cậu chưa biết cậu ấy làm sao mà trúng độc, nhưng mà tôi đảm bảo với các cậu, đồ ăn nhà họ Dương đảm bảo không có vấn đề. Lục Tử, vừa nãy cậu đã đem món gì lên? Sườn xào chua ngọt. Còn gì mà ăn nữa chứ? Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện đi. Rõ ràng các anh có tự giật mình mà. Cứu người quan trọng hơn, cứ tìm kiếm gì vậy? Cậu ấy là ăn thức ăn của các anh mới trúng độc mà. Các người phải chịu trách nhiệm đi. Ông trời ơi, ai tới nói lý giúp chúng tôi với? Bạn của tôi ăn cơm với Dương Gia Lâu bị trúng độc. Bây giờ vừa mới thoát khỏi quỷ môn quan xong, bây giờ chỉ còn lại chút hơi tàn thôi. Dương Hữu Tính này tay nghề kém cỏi, không những không chịu bồi thường, cậu thay đổi sự thật nữa. Dương Pháp ở đâu? Có còn Dương Pháp hay không chứ? Dương Gia Lâu này đúng là một hắc điếm mà. Hắc điếm? Thế này còn không phải là công khai dây chuyện hay sao? Nói bồi thường, bọn họ căn bản không chấp nhận. Nói lý với bọn họ cũng không chịu nghe. Phải đấy, không cách nào ra tay được gì hết. Nếu như tranh chấp, người chịu thiệt nhất định sẽ là chúng ta. Đội tuần tra Nhật Bản cũng đã nhắm vào chúng ta rồi, toàn gây rắc rối cho chúng ta thôi. Đánh cũng không được mà nhún nhường cũng không xong. Đám vô lại này đúng là không biết xấu hổ. Cậu không phải hay sao? Còn cả kẻ trúng độc vừa nãy nữa, về một cái đã bị khiêng đi. Bây giờ chết không đối chứng thì phải làm sao? Cứ tiếp tục thế này, không cần Liên Gia Lâu khiêu khích, chúng ta cũng tự mình sụp đổ mất thôi. Còn có Dương Pháp nữa hay không đây? Hắc điếm. Có phải là thật hay không đấy? Hoàn toàn chính xác. Phải rồi. Đúng vậy, không sai đâu. Mọi người có còn dám tới đây ăn nữa hay không? Đúng là hắc điếm, rõ ràng là hại người. Bây giờ hàng thì lấy được rồi, nhưng mà toàn là thứ Điện Gia Lâu chọn xong, còn dư lại mới là của chúng ta. Với riêng nguyên liệu chúng ta đã thua người ta một mực, thì còn đấu thế nào được chứ? Còn cả mấy người phá rối kia nữa, suốt ngày chặn ngoài cửa. Đường Lê Qua này đúng là đánh kẹp trong ngoài, tính đủ mọi cơ quan. Cô ta suốt ngày chém gió bên tay cô Matsu, bây giờ tôi cũng không ra khỏi thành được, thì đánh với cô ta thế nào đây? Đường Lê Qua muốn vây đánh nguyên liệu của Dương Gia Lâu chúng ta, chẳng qua là lợi dụng được cô Matsu thôi. Chúng ta đấu không lại, nhưng mà chúng ta tránh được mà. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy chúng ta không cần tránh, chúng ta cứ làm ngược lại hoặc là tốt hơn. Chuyện này cứ giao cho tôi và chị Bạch Lộ đi. Chị Bạch Lộ, bây giờ chúng ta tới thương hội một chuyến. Em và Yến Tử sẽ đi một chuyến. Hôm nay là ngày mấy? Ngày 30. Đi theo tôi. Bà chủ, chuyện lần này không thể trách chúng tôi được. Đừng lại qua có chỗ dựa phía sau. Cô nói xem, chúng tôi chỉ làm ăn nhỏ kiếm sống thôi, nào dám đắc tội với cô ta. Còn không phải hay sao? Vì Gia Lâu bao nhiêu năm nay vẫn luôn rất giúp đỡ chúng ta. Phải làm ra chuyện này, hôm nay tôi thật sự không còn mặt mũi nào tới đây. Chúng ta đã biết nhau nhiều năm như vậy rồi, nỗi khổ của các anh tôi biết. Tình thế ép người, đây đã là đạo lý xưa nay. Mọi người đừng vội giải thích. Ngày hôm nay tôi và Yến Tử cô nương tới đây gặp mặt mọi người là có chuyện này. Bà chủ, đây là... Không được đâu, không được đâu bà chủ. Mọi người cứ ngồi xuống trước đi. Thế này chúng tôi hổ thẹn chết mất. Anh cứ nhận số ngân phiếu này trước đi, đợi tôi nói xong hết. Mọi người cũng thấy rồi đấy, Điền Lễ Qua không ngừng làm khó Dương Gia Lâu chúng tôi. Mọi người dựa vào núi, vào biển để kiếm ăn. Dương Gia Lâu chúng tôi thì dựa vào người. Bây giờ lòng người thay đổi, chúng tôi cũng không cần phải tiếp tục cố gắng ở võ nghĩa này nữa. Dương Gia Lâu chúng tôi dự định sẽ rời khỏi võ nghĩa. Rời khỏi võ nghĩa?
Số ngân phiếu này xem như là để cảm ơn mọi người bao nhiêu năm nay đã giúp đỡ Dương Gia Lâu chúng tôi. Chỉ là một chút tâm ý, các anh đừng có từ chối. Nồi canh gân gà nhân sâm này là công thức mới nhất của tôi, tăng cường hương liệu cho nổi canh. Ông chủ à, thơm thì đúng là rất thơm, nhưng mà cũng vô ích. Cho dù mùi thơm có bay được tới con phố bên kia, mấy tên vô lại ngoài cửa vẫn chặn ở đó. Bọn họ có muốn ăn thì cũng đâu có vô được. Người dân bình thường thì bọn họ còn cản được, nhưng mà ở Võ Nghĩa này có một người bọn họ không thể nào cản được đâu. Cô Mát Xu. Ông chủ à, tôi nói rằng Điền Lệ Hoa, kể từ khi cô ta tới Võ Nghĩa này thì đã dính chặt lấy cô Mát Xu, nhưng mà cô ta cũng chỉ mới hiểu được có một vài hành vi thói quen của cô Mát Xu mà thôi. Hôm nay là ngày mấy? Ngày 31, ngày cuối cùng của tháng. Không sai, hôm nay là ngày cô Mát Xu vi phục tuần tra. Điện hạ, sở thích đặc biệt này của ngài đã duy trì rất nhiều năm rồi. Trung Quốc có một câu nói thế này: người làm chính trị phải lấy dân làm trọng. Quân vương từ cổ xưa đã có truyền thống vi phục suốt tuần rồi. Chỉ có đi vào dân gian mới thị sát được ý dân. Nếu ông làm lớn quá, chỉ tổ phản tác dụng thôi. Ông nói xem, ta nói có đúng hay không? Điện hạ anh minh, tôi bái phục ngài. Gần đây hai nhà Dương Điền đấu nhau tới loạn hết cả lên. Vừa hay ta cũng tới đó xem náo nhiệt một chút. Điện hạ, tôi vẫn hy vọng rằng ngài có thể dẫn theo vài thủ vệ bên mình, đảm bảo an toàn. Nếu dẫn theo thủ vệ, ta còn mặc bộ đồ này làm gì chứ? Ông vừa nhắc nhở ta một chuyện đấy. Nếu như ta đội thêm một cái mũ, có phải là sẽ giống ông chủ Dương hơn hay không? Sở thích đặc biệt này của cô Mát Xu vừa hay có thể giải phê giúp tôi. Điền Lệ Hoa không biết cô Mát Xu có thói quen này đâu. Đối với đám vô lại bên ngoài kia, cô ta cũng không thể đi dặn dò bọn họ được. Tôi hiểu rồi. Cái này gọi là đá núi khác có thể thành ngọc. Anh muốn dùng tảng đá cô Mát Xu này để đuổi mấy tên vô lại đó đi. Lần này bọn họ chết chắc rồi. Lần này Điền Lệ Hoa xem như tự ôm đá đập chân mình. Ông chủ à, vậy thôi để tôi đi lo chuyện này nha. Bà chủ à, mọi người ở Võ Nghĩa nhiều năm như vậy rồi, người dân ở đây không ai là không biết. Nói đi là đi như vậy cũng đột ngột quá rồi. Phải đấy bà chủ, sông có khúc, người có lúc. Điền Lệ Hoa tuy hiện giờ đang rất ngang ngược, nói không chừng nhìn một chút là qua chuyện thì sao? Có cái gì phải đi chứ. Đúng rồi đó. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Dương Gia Lâu chúng tôi sẽ có cách của mình thôi. Có tới đâu cũng sẽ có đường sống thôi. Chỉ là có một điểm, chúng tôi mà đi rồi, có lẽ cuộc sống của mọi người cũng không dễ dàng gì đâu. Chỉ sợ là hàng trăm thợ săn, ngư dân, nó không chừng cơm ăn sẽ không còn cơm ăn thật mất. Nhưng phu nhân, cô nói như vậy là có ý gì chứ? Anh không biết hả? Sở dĩ Điện Lệ Hoa này làm khó Dương Gia Lâu là vì ân oán cá nhân giữa cô ta và Dương Hữu Tín. Cô ta chưa từng nghĩ sẽ cấm trễ Võ Nghĩa này. Dương Gia Lâu sập rồi, Điện Lệ Hoa cũng sẽ cao chạy xa bay. Đến lúc đó Võ Nghĩa sẽ không còn cửa tiệm lâu đời để chống đỡ. Anh thử nghĩ coi, số thịt rừng tôm cá của các anh bán cho ai? Dương phu nhân, cô nói thật hay sao vậy? Tất nhiên rồi, các là người ngoài ngành, tất nhiên không biết chuyện bên trong rồi. Tôi biết ngay cô ả đầu rắn này không phải là hạng tốt lành gì mà. Bà chủ à, Dương phu nhân, vậy mọi người không thể đi được. Nếu như mọi người đi rồi, vậy thì chúng tôi phải làm sao đây? Dù không gì gì khác, nhưng mà niệm giao tình với chúng ta nhiều năm, mọi người cũng không thể đi được. Phải đó Yến Tử, em xem. Không được. Chuyện đã quyết định rồi, sao có thể nói thay đổi là thay đổi được? Mà hơn nữa, chúng ta muốn ở lại đây cũng đâu lấy được thịt cá ngon gì đâu chứ. Không có nguyên liệu ngon, chúng ta lấy gì đâu mà đấu với Điền Gia Lâu? Đến lúc đó cùng nhau hít khí trời à. Hay là thế này đi được không? Hàng của hai nhà chúng ta sẽ mở một con đường khác.
chọn những món ngon nhất cho Dương Gia Lâu, đừng để chuyện đồn ra ngoài. Anh thấy thế nào chứ? Bên phía chúng tôi không có vấn đề gì hết. Còn mọi người thì sao? Chúng tôi không có vấn đề gì hết. Vậy thì chỗ của tôi cũng có thể. Bà chủ à, Dương phu nhân, cô xem, chúng tôi cũng chỉ có thể làm tới như vậy thôi. Xin hai người hãy suy nghĩ lại, cho chúng tôi một con đường sống đi. Phải đó, mọi người đừng có kích động nữa. Nếu đã như vậy rồi, vậy thì chúng ta cố thêm một thời gian đi, cũng xem như là cho mọi người một con đường sống. Phải đó. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn Dương phu nhân, cảm ơn bà chủ. Tình ngốc này, tưởng như vậy thì không ai nhận ra hay sao? Ông chủ Dương không biết là đang nấu món gì nữa. Thơm quá đi. Đi nếm thử đi. Làm gì đó? Tôi hỏi anh đó. Làm gì vậy hả? Đi ăn. Đi ăn hay sao? Nhìn cái cách ăn mặc của anh, rõ là kỳ lạ mà. Mới tới Võ Nghĩa lần đầu đúng không? Đừng có tới quán ăn này nữa. Hay để tôi giới thiệu cho anh một quán ăn khác nha. Ngon nhất cả Võ Nghĩa này luôn. Có nhìn thấy bên này không? Tới đó ăn đi. Có nhìn thấy chưa? Cảm ơn ý tốt của anh. Nè, làm gì vậy hả? Dừng tay. Muốn gây chuyện đúng hay không? Các anh em, làm gì vậy hả? Đánh hắn cho tôi. Đánh hắn đi. Cái nào dám đụng vào ngài ấy? Điện hạ. Điện hạ tha mạng. Điện hạ tha mạng. Điện hạ tha mạng. Tiểu nhân có mắt không thấy núi Thái Sơn. Xin điện hạ tha mạng. Tha mạng. Điện hạ đừng bắn. Mất hứng. Chuyện lần này quả thực không liên quan gì đến Điền Gia Lâu. Cho dù em có thực sự dở mấy trò thế này, em cũng không đến mức có mắt không trồng mà cho người đi cản đường Điện Hạ đâu. Điện Hạ, em xin thề. Có phải người của em hay không, ta biết rất rõ chứ. Ta nói rồi, ta cho phép em cạnh tranh công bằng với Dương Hữu Tín. Nhưng mà em không được biến Võ Nghĩa trở thành nơi hỗn loạn như vậy, khiến lòng dân hoang mang. Đây đều là tuyệt đối không được phép. Điện Hạ, ngài là trời của em. Ngài đã cho em mọi thứ ở Võ Nghĩa này. Sao em lại dám tự tìm đường chết chứ? Điện Hạ, hôm nay ta gọi em tới đây, thực ra là muốn em xem cái này. Đây là ẩm thực Trung Quốc vô cùng đa dạng và thâm sâu. Chỉ thử một hai hệ thật chẳng khác nào nhìn con báo trong ống đồng. Tôi quyết định tháng 10 tới sẽ tổ chức đại hội nấu ăn, mời các đầu bếp nổi tiếng khắp Giang Nam tới tham gia thi đấu. Lệ Hoa, em hãy đại diện Điền Gia Lâu ra sân đi. Nhưng mà Dương Gia Lâu của Dương Hữu Tính, một lễ hội náo nhiệt như vậy, sao mà có thể thiếu ông chủ Dương? Được, em nhất định sẽ tham gia. Chuyện nguyên liệu may nhờ có Yến Tử đã giải quyết được rồi. Lần trước Điền Lệ Qua tìm mấy tên vô lại tới, kết quả là tự mình gây họa. Tôi thấy trong thời gian ngắn cô ta sẽ không dám gây chuyện nữa đâu. Tuy nói là như vậy, nhưng Điền Lệ Qua đã bám được vào cô Masu. Kế này không thành, cô ta sẽ lại tính kế khác. Hồi chiều tôi vừa nhận được tin, nói bên ngoài thành Kimura Takashi và Tịch Bách Lệnh đi diệt phỉ đã thành công. Kimura Takashi rất nhanh sẽ về đây thôi. Đến lúc đó chúng ta sẽ lại chịu địch bốn bề, tình hình sẽ càng tệ hơn nữa. Vậy nên trước mắt quan trọng là phải mau chóng nghĩ cách rút khỏi thành đi. Anh nói đúng lắm, đây chính là cách duy nhất trước mắt. Ông chủ Dương, đây là thiệp mời của Điện Hạ gửi đến cho cậu.
đại hội đầu bếp võ nghĩa. Đã gửi thiệp mời đi hết rồi hay sao? Dạ phải, đã mời tất cả các đầu bếp nổi tiếng tới võ nghĩa tham gia thi đấu. Ta thực sự rất mong chờ chuyện này. Điện hạ, tại sao ngài lại phải bỏ tiền mời khắp nơi như vậy để tổ chức cuộc thi lần này? Ta làm như vậy là có lý do của mình. Nếu nghiêm túc mà nói, thì thay vì để cho hai nhà Dương Điền đấu tới mức không thể nhìn mặt nhau, chỉ bằng đường đường chính chính tiến hành quyết đấu đi, xem ai mới là người thắng thực sự. Nếu như ngôi vị đầu bếp sau cùng không phải là người của hai nhà Dương Điền thì sao? Nếu như thực sự còn có người mạnh hơn nữa, vậy thì Dương Hữu Tính và Điền Lệ Hoa có còn cần phải tồn tại nữa hay không? Người tiếp theo. Ông nội, có người gửi cái này tới. Đợi một lát nữa nha. Sư phụ, con bác Su này hạ lệnh một cái, mọi người ở khắp nơi kéo về thật luôn hay sao? Cũng náo nhiệt quá ha. Không biết ông chủ thế nào rồi nữa. Con bác Su đúng là hay thật. Con bác Su tổ chức cuộc thi vui đầu bếp này rốt cuộc là có âm mưu gì chứ? Chỉ sợ Đường Lệ Qua này là giở trò thôi. Mọi người thử nghĩ đi, mấy người tới tham gia lần này tốt xấu đủ hết, phần lớn đều chỉ tới xem náo nhiệt thôi. Đến sau cùng cũng chỉ là Hữu Tính đấu với Điền Lệ Qua. Bất luận cô bác Su có ý đồ gì đi nữa, thì trước mắt muốn rời khỏi võ nghĩa e là sẽ càng khó hơn. Vậy chúng ta phải đối phó như thế nào đây? Còn chưa làm rõ tình hình, tốt chứ không nên làm gì hết. Ông chủ à, cô bác Su tới rồi. Ông chủ Dương, điện hạ, mời ngồi. Thiệp mời tham gia cuộc thi đua đầu bếp hai vị đã nhận được rồi chứ? Hai người là người đại diện trình độ nấu ăn cao nhất của võ nghĩa, đừng làm ta thất vọng đó. Điện hạ yên tâm, tôi sẽ không để ai lấy biển hiệu vua đầu bếp ra khỏi võ nghĩa này đâu. Còn ông chủ Dương thì sao? Điện hạ, nấu ăn vốn là chuyện của mọi nhà, ai cũng có sở trường riêng. Nếu buộc phải luận cao thấp, tôi e là không hay lắm đâu. Ta không tán thành câu nói này của ông chủ Dương cho lắm đâu. Mục đích ta tổ chức đại hội vua đầu bếp không phải là để mọi người ở đây tranh cao thấp, mà là tăng cường giao lưu nấu ăn. Anh thân là điển hình lương dân ở võ nghĩa, phải tích cực phối hợp mới phải. Bây giờ ngược lại là để lộ tâm trạng tiêu cực như vậy, ta thấy như vậy mới là không hay đấy. Điện hạ, Hữu Tính là một kẻ cứng đầu. Ngài tổ chức một đại hội ở võ nghĩa như vậy, nếu như Gia Lâu không tham gia, cho dù ngài có đồng ý, tôi nghĩ người dân võ nghĩa cũng không đồng ý đâu. Ngài nói xem có phải hay không? Nghe lời Yến Tử đi, vậy mới đúng chứ. Ông chủ Dương, 10 năm trước hai nhà Điền Dương chúng ta đã đấu với nhau một lần rồi. Lần này tới lượt tôi với anh ra sân, anh tuyệt đối đừng có đương tình đấy. Tục ngữ nói một núi không thể có hai hổ được. Anh có dám thề trước mặt của điện hạ, trận đấu lần này nếu ai trong chúng ta thua thì sẽ chính tay đập biển hiệu của mình, tháo dỡ căn nhà của mình, từ đây không đụng dao nữa không? Bà chủ điện, ta thích nhất tính cách này của cô đấy. Muốn trở thành đầu bếp tốt nhất mà quá mềm lòng thì sẽ là đại kỵ đấy. Điện hạ, ta cảm thấy đề nghị này rất hay. Hai người có thể mượn đại hội vua đầu bếp này kết thúc ân oán giữa hai nhà đi. Đại thần đồ ăn Chiết Giang nổi tiếng bấy lâu sẽ không bao giờ sợ hãi lời thách thức của một cô gái như thế này chứ. Ông chủ Dương, để ta quyết định thay anh vậy. Lời khiêu khích này anh đã tiếp nhận rồi. Tạ ơn điện hạ.
Điện hạ, cứ quyết định như vậy đi. Hai ngày sau, dòng sơ tuyển đại hội đầu bếp, mỗi nhà chuẩn bị 3 món. Mọi người nhớ phải nghiêm túc chuẩn bị, bởi vì giám khảo lần này ngoài ta ra thì còn có hậu duệ của tứ đại đầu bếp nổi tiếng Giang Nam mà ta mời về nữa. Trước mặt ẩm thực, ta trước giờ chưa từng có tư tình. Cuộc thi nấu ăn này, cô Bác Su rõ ràng đã đứng về phía Điền Lệ Hoa. Nếu như Dương Gia Lâu chúng ta từ chối là không thể nào được. Không tham gia thì cô Bác Su nhất định sẽ không bỏ qua. Còn tham gia, Điền Lệ Hoa sẽ ý mình có chỗ dựa là cô Bác Su, mà không chút kiêng dè giở đủ mọi trò xấu phía sau. Một khi thua cuộc, mắt của cô Bác Su không chứa nổi một hạt cát. Biển hiệu của Dương Gia Lâu này sẽ không còn tồn tại nữa. Vậy thì cục diện của quan võ hội cũng như bố trí sau này của chúng ta sẽ vô cùng bị động. Phải. Nếu là như vậy, sau này công tác của chúng ta ở Võ Nghĩa này cũng rất khó triển khai. Kể từ bây giờ, Điền Gia Lâu đóng cửa, toàn lực tập trung chuẩn bị cho đại hội vua đầu bếp, dòng sơ tuyển ngày kia. Theo như những gì tôi hiểu về Dương Hữu Tính, chắc là anh ta sẽ lại nấu 3 món cũ: cá hồ tây sốt giấm, thịt đông pha, canh trâu giúp tây hồ. Đồ ăn ngon hay không, nguyên liệu là quan trọng nhất. Kể từ ngày mai, cho phái hết toàn bộ người làm trong tiệm ra, trông chừng thị trường cho tôi. Không được để Dương Gia Lâu lấy được bất cứ đồ tốt nào hết. Cho Dương Hữu Tính một bộ bài nát, để xem anh ta đánh như thế nào đi. Được. Có chuyện gì thế? Còn chưa bắt đầu thi đấu nữa mà, bản thân đã không có lòng tin rồi hay sao? Điền Lệ Hoa đó có chỗ dựa, cô ta có thể một tay che trở Võ Nghĩa này chắc. Tôi thấy mấy chuyện này, 3 món ăn cho dòng sơ tuyển, Dương Gia Lâu vẫn sẽ làm 3 món cũ thôi. Về công về tư, chúng ta không tránh được cuộc thi này đâu. Vậy cho nên mọi người phải thả lỏng người ra. Dương Gia Lâu đúng là đã tham gia thi đấu, nhưng chỉ là nấu ăn thôi. Còn về bản chất, không khác bình thường xuống bếp nấu ăn, mở cửa đón khách, ở chỗ nào cả. Đạp anh ta ra ngay từ dòng sơ tuyển, cho dù anh ta có bản lĩnh đến đâu cũng không làm được gì nữa. Trận đấu với Điền Lệ Hoa này là chuyện sớm muộn thôi. Chỉ ngồi quan sát xem cô ta định giở trò gì là vô nghĩa. Quan trọng nhất là phải giữ trạng thái thật tốt. Có vậy thì mới có thể tùy cơ ứng biến, tránh được những điều bất lợi. Chiều mai đóng cửa sớm đi, chuẩn bị cho cuộc thi. Cứ như vậy nha. Ông chủ à, có còn rau tươi nữa không? Đều bị bọn họ mua hết rồi. Điền Gia Lâu định bao trọn cả chợ rau đó hả? Làm ăn tốt quá mà cũng hết cách thôi. Điền Gia Lâu các cô vì chuẩn bị cho cuộc thi này, hôm nay căn bản không hề mở cửa. Thì có gì để làm ăn chứ? Nói dối mà cũng không tìm lý do chính đáng một chút. Tôi thấy có mà các cô điên cuồng tranh giành rau tươi, có tự giật mình thì có. Chắc là bà chủ điền của các cô tưởng rằng mua hết rau củ quả tươi ở Võ Nghĩa này mang về chỗ các cô, các cô sẽ giành được ưu thế trong đại hội vua đầu bếp. Còn mấy người chúng tôi chỉ có thể tự bỏ rút lui hay không? Phải đấy, có cái kiểu làm ăn như các người hay không chứ? Thật chẳng ra làm sao hết. Chúng tôi có tiền, chúng tôi làm ăn tốt, chúng tôi thích mua đồ tốt đó. Canh có tiền thì cũng mua đi, bá đạo quá rồi đó. Có cái kiểu làm ăn như vậy hay sao? Quá đáng thật đó. Ông chủ à, hàng đâu? Ở đây hết cả rồi. Ông làm như vậy là không được. Không phải đã nói trước rồi hay sao? Tôm cá ngon phải để lại cho Dương Gia Lâu một phần. Toàn mấy cái thứ gì đâu không à? Đại ca, không phải tôi không muốn để lại cho cậu đâu. Ý ông là sao đây? Cậu đã dễ đáng thương nữa à? Tôm cá này vừa mới lên bờ, còn chưa cân lên,
người của Điền Gia Lâu đã ra giá luôn rồi. Phàm là đồ có thể lấy, bọn họ đều mua hết. Bọn họ người đông thế mạnh, chúng tôi có muốn cản cũng không cản được. Chuyện này là sao vậy chứ? Mới sáng sớm mà đã không mua được con cá nào là sao? Thế này chúng tôi phải đấu như thế nào đây? Phải đấy, chỉ có vài con cá thôi. Điền Lệ Khoa này muốn làm cái quái gì không biết nữa. Có phải là cô ta định lấy hết nguyên liệu đi hay không? Không còn ai chơi được nữa, để cô ta chơi một mình hay không? Như vậy thú vị lắm hay sao? Phải đấy, các lão gia thiếu gia, các anh tới Võ Nghĩa để tham gia thi đấu đúng hay không? Phải, không phải tới để chịu tức đúng chưa? Phải, Điền Lệ Khoa đó không tuân thủ quy tắc, chúng ta không thể nào nhân nhượng cô ta được. Bây giờ chúng ta đến Điền Gia Lâu, bắt cô ta trả nguyên liệu lại cho chúng ta, ai cũng có phần, được không? Đi. Muốn hái được loài nấm ngon nhất khu vực này, cứ tìm lão Trịnh nhất định sẽ có. Ông ấy thân thủ nhanh nhẹn, võ công lại cao cường. Nấm mà ông ấy hái ở Võ Nghĩa này là ngon nhất đấy.